Đại Nghĩa và Nam Thư xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Ngạc nhiên chưa. Tự nhiên anh có một cái linh cảm lạ lắm em. Sao vậy anh Nghĩa? Tự nhiên em sẽ thắng không? Anh có cái linh cảm là giống như là thời của em nó tới rồi đó Thư. Em cũng hy vọng vậy, em hy vọng là mỗi lần xuất hiện ở Ngạc nhiên chưa em luôn thắng. Hôm nay hai khách mời này ai cũng xinh đẹp, ai cũng thông minh hết trơn, ai cũng lanh lợi hết. Trời ơi. Cho nên là cái phần thắng thì anh có cảm giác nó chia sẻ đều cho chúng ta. Mà tự nhiên anh thấy hào quang xung quanh em nó phát sáng đó Thư. Thì thiệt hay là do bộ đồ anh nói lên thôi, chứ hôm nay anh thắng. Em thắng em ơi. Anh thắng. Chắc chắn là em à. Rồi bây giờ muốn ai thắng thì mình phải dựa vào khách mời nữa. Rồi bây giờ mình về chỗ đi để mình chào đón khách mời của ngày hôm nay. Xin mời. Và bây giờ xin mời cánh cửa mở ra chào đón khách mời. Lùng gì nữa mà giờ mình phải giới thiệu hay tìm hiểu nữa em. Ngọc trai. Dạ. Dạo này em sao rồi, vẫn vui vẻ hả em? Dạ em vui lắm anh. Tại lâu rồi anh không thấy em cho nên dạ. Cũng muốn gặp để hỏi thăm còn sao. Dạ thì dạo này thời gian rảnh của em là cứ dành cho gia đình thôi. Tự nhiên mình cứ nhìn Ngọc trai với một hình ảnh là diễn viên từ hồi xưa. Thật ra anh biết Ngọc trai từ cái hồi Ngọc trai còn là con nít luôn á. Cái thời mà Ngọc trai còn tham gia được kịch Tuổi Ngọc á, 9-10 tuổi vậy thôi. Dạ. Lúc đó là đã từng đóng kịch truyền hình chung với anh rồi đó. Ồ, vậy lâu vậy luôn hả? Hồi xưa Ngọc trai gọi anh bằng chú. Ủa sao giờ gọi bằng anh? Dạ cái này là em tinh ý thôi. Không sao đâu Ngọc trai, kính lão đắc thọ, anh Nghĩa đáng tuổi chú thì mình phải gọi bằng chú. Không được chị, bây giờ nếu như mà là em gọi anh Nghĩa là chú á, không lẽ giờ con em phải gọi anh Nghĩa là bác? Không phải là bác, nếu như Ngọc trai mà gọi anh là chú thì con phải gọi anh bằng ông. Cái đâu già dữ vậy? Anh cũng leo lên cái hàng đó được gọi anh Nghĩa. Im lặng đi, bé Oanh Kiều. Mọi người có coi Cô Ba Sài Gòn không? Đó, cái gương mặt xinh xắn rất là thuần Việt. Dạ, có Hoài Lan nữa. Dạ, có Hoài Lan luôn á. Em sau những dự án đó thì em có tham gia thêm dự án nào nữa không? Em chào anh Đại Nghĩa, chào chị Đam Thư và chào quý khán giả của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Sắp tới em có một phim rạp nữa. Đó là phim Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em. Vậy thì bây giờ em chọn ai để về nè? Ngọc trai, Oanh Kiều. Thôi em sẽ để cho bạn nữ chọn trước. Em thấy em coi nhiều chương trình của Ngạc Nhiên Chưa, em thấy các bạn nam đều về phe của chị Nam Thư hết. Mà toàn là phi công không à. Cho nên em quyết định là hôm nay em sẽ đổi hôn thủy với chị Thư để em về đội của chị Nam Thư. Dạ. Rồi, mời em. Ngọc trai về với anh. Dạ. Oanh Kiều ơi, chị lo lắng quá, em thì quá hiền mà hai ông bên kia thì quá lanh. Thì một mình em cân hết nguyên tim. Làm sao em cân được, trời ơi, với cái sức của em làm sao làm lại anh được anh Nghĩa. Tuổi nghề tuổi đời về cân ký cũng không bằng. Và hôm nay chắc chắn em chạy không lại anh luôn đó với cái đầm này. Không sao, có gì em xé đé đé đầm em chạy. Được, để thử coi sao. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của Ngạc Nhiên Chưa. Em đã từng theo dõi chương trình cũng biết cái luật chơi này nó dễ ẹt, nó không có gì khó hết trơn. Chỉ cần là mình nhanh chân, mình chạy về, mình bấm chuông, mình giành quyền trả lời, mình nói một cái từ nào đó để đồng đội mình đoán được từ khóa của chương trình là mình có điểm vậy thôi. Nhớ đừng bao giờ mà gọi luôn cái từ đó ra là mình thua em nha. Ồ vậy chương trình này dễ kiếm tiền quá ta. Đơn giản như đang giỡn vậy. Mời hai em vào vị trí. Mời Oanh Kiều, Ngọc Trai. Chuẩn bị 1, 2, 3, quay lại. Quay lại nào, nhìn màn hình. Rồi, chạy về, chạy về, bấm. Ly, Ly, Ly. 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 Một cái thái độ rất thiệt. Đã đoán ra từ rồi thì đói lại đi còn. Tại vì anh muốn cho Ngọc trai có thêm nhiều thời gian để mà mình thể hiện cái sự năng động, cái sự mà trẻ trung của mình. Đó là từ si. Thi đội của Đại Nghĩa và Ngọc Trai đã có được 1 điểm. Không sao, giờ tới lượt chị em Đại Nghĩa lên nè. Để chị lì xì em 1 điểm nha, tin chị. Ừ, mặc dù cái đầm hơi khó vậy. Anh đứng đây 3 tiếng đồng hồ rồi em mới tới hả Thư? Cái váy đầm đó, rồi có đôi giày cao gót đó, làm sao mà chạy đây. Chuẩn bị, 1, 2, 3. Ha ha ha.
hiện hành động. 6. Hành động là gì? Chiên. Chiên. Sáo trộn. Chiên. Vậy là cái từ mình giống bên đó. Chính xác. Thì cái từ mình đúng giống bên đó chứ sao em? Em cũng không nghĩ là chiên xào cũng là xào, phải không? À, tại vì em có bao giờ vô bếp nấu ăn đâu. Anh sao vậy anh Nghĩa? Cái chuyện bếp núc là cái chuyện ngoài tầm tay của Nam Thư quý vị nha. Mọi người thấy không? Nam Thư không nghĩ đến cái chuyện nấu nướng. Anh Nghĩa luôn từ chối tình cảm của Nam Thư dành cho anh Nghĩa. Mà cái gì về Nam Thư anh Nghĩa cũng biết. Biết là Nam Thư không hề biết vào bếp nấu ăn, biết là chuyện này chuyện kia, mà không thừa nhận là yêu Nam Thư thở. Bởi vì Nam Thư không biết nấu ăn cho nên mới từ chối đó. Ngày mai em biết nấu ăn. Và từ xào đã mang về cho đội Nam Thư Anh Kiều một điểm. Dạ hiểu chưa? Dạ hiểu rồi đó. Rồi, hiểu. Giờ mời hai em vào vị trí. Một, hai, ba, quay lại. Anh Kiều chạy thẳng đi cưng. Ba. Hay quá. Quá. Đừng nói từ khóa nha. Phú. Phú. Quý. Đúng rồi. Trời ơi. Hay từ, quá. Từ dễ ai à. Phú quý ai mà không biết. Chính xác đó là từ quý. Từ phú quý thì đội của Nam Thư và anh Kiều ghi thêm được một điểm. Lượt cuối cùng anh lên cố gắng nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 quay lại. Lý trí văn văn bàn nói bình luận. Yes. Và từ chính xác đó là từ luận. Và với từ luận này đội của Nam Thư và anh Kiều ghi thêm được một điểm nữa. Là vòng 1 thì đội chúng ta mới có 1 điểm thôi. Bên kia tiếp 3 điểm nhưng không sao, mình còn vòng 2 nữa mà. Dạ, dạng sự khởi đầu nan mà anh. Đúng vậy, gian nan coi chừng bắt đầu nản đây. Dạ, đúng rồi. Giờ bây giờ sẽ là vòng 2 của Ngạc nhiên chưa. Với 3 điểm đội Đại Nghĩa à, tới 1 điểm lận à, số điểm thật là cao à, thì có nhiêu đâu, dẫn trước 2 điểm là chuyện bình thường. Ở cái vòng thi này cứ 1 lần mà đồng đội mình đoán được đáp án của nhau thì mình sẽ có tới 2 điểm lận ha. Lên đây cứ chọn một con số bất kỳ, đọc cái lời gợi ý cho đồng đội bên dưới nghe, xong mình không nói, diễn tả bằng hành động. Đây toàn là diễn viên không. Yeah. Dễ ẹt đúng không? Diễn tả bằng hành động, sau đó để anh hoặc là chị Thư đoán được từ khóa đó là gì thì mình có 2 điểm vậy thôi. Và đội mình là đội chiến thắng nên chúng ta sẽ thi trước. Đó, bây giờ mời anh Kiều. Đó, đó Kiều diễn tả để Nam Thư đoán. Em thích số mấy? Em thích số 3. Rồi, mời cưng. Đây là một câu nói quen thuộc trong các câu chuyện cổ tích. Chuyện kể rằng Ngày xưa Úm Ba La. Yes. Vậy đó Ngọc Trai. Ôi sao nó dễ quá vậy. Mà lãng quả là hồi tới em nó khó lắm đó. Thì gọi vậy mà. Úm Ba La. Úm Ba La có điểm ra và đội Nam Thư Oanh Kiều ghi được 2 điểm. Giờ tới mình đó em. Giờ em phải không? Mình đã có 1 điểm thôi. Không sao đâu. Diễn tả sao cho dễ hiểu đánh đoán nghe. Em sẽ mang vinh quang về cho đội của mình, đừng có lo. Ừ. Em chọn số 2. Rồi. Trời ơi. Này không biết đúng không nha, này khó lắm anh. Đây là cụm từ miêu tả Nam Thư. Chân dài. Chân đúng không? Chỉ chân đúng không? Chân. Chân thẳng. Chân thon. À, chân thon ba dòng đó hả? Chân thon eo nở. Chân thon là đúng rồi đúng không? Chân thon gì? Tại vì nhân nhìn thôi không đoán ra được. Nhìn quyến rũ. Chân thon hấp dẫn.
chân thon cái này là cái gì? Cái này là đường cong. Chân thon thẳng tắp. Không phải. Bởi vậy em nói là cái từ này nó không có dính với chị Thư cho nên là nó hơi khó phải không? Đáng lên. Cái tổng thể này gọi chung là gì nè? Body. Body. Translate Việt Nam mi please. Chân thon cơ thể. Chân thon dài. Không. Chân. Chân thon. Là. Để coi coi diễn tả Nam Thư diễn tả bằng cái từ gì vậy? Trời ơi, chân thon dáng đẹp. Trời ơi, nghĩ cái từ dáng mà không nghĩ ra vậy? Thì bởi vậy mà không nghĩ ra cái từ dáng. Khó lắm anh thiệt. Tại vì nếu mà là nói về từ dáng thì em chỉ biết làm vậy thôi. Tiếc là cái từ quá này anh đã không có đoán ra. Mình cứ mất cơ hội đi mang về cho mình 2 điểm rồi. Không sao anh. Chuyện nhỏ thôi mà. Giờ lượt thứ 3 thôi mà, có gì đâu nè. Lượt thứ 3 anh với Thư sẽ diễn. Dạ. Hai bên cùng đoán, bên nào đoán chính xác và đoán trước thì mình thắng. Okay. Đây là một câu thành ngữ. Ăn coi nào ngồi coi hướng. Gần đúng. Ăn xem nồi, ngồi xem hướng. Gần. Ăn. Khó quá ta. Ăn trong nồi ngồi trong hướng. Ăn trong nồi ngồi trong hướng. Trời ơi, vậy là phải đúng nghĩa vậy luôn á trời. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Trời ơi. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Đã đem về cho đội của Nam Thư và Oanh Kiều thêm 2 điểm nữa. Biết chưa anh nói em. Em thắng rồi đúng không? Anh nghi là bữa nay em thắng. Thương con trai quá à. Vẫn còn. Hai em lên nào. Vô. Đây là một cụm từ hay dùng trong phim cổ trang. Trong phim cổ trang hả? Bao hả? Bao bọc. Bảo vệ. Thiên ngang dũng mãnh. Thiên ngang dũng mãnh. Phim cổ trang. Thiên ngang hả? Đại hiệp. Báo trọng. Hành thích. Không phải, tráng sĩ. Kiếp. Đại hiệp. Người trong giang hồ. Người trong giang hồ. Anh hùng cứu mỹ nhân. Đó thì phải làm cái động tác mà để bảo vệ rồi kéo con bé này đi thì nó dễ hơn. Hồi nãy anh như là em làm nó hơi bị thô thiển quá là em bưng người ta về chứ không phải là em rước người ta về. Mà nhờ vậy mới đoán nó được em ơi. Đó là anh hùng cứu mỹ nhân. Và với cuộc thi khóa này thì đội của Đại Nghĩa và Ngọc Trai ghi được 2 điểm. Và tỷ số hết sức là cách biệt như đã dự đoán ngay từ đầu. Nam Thư đã thắng vòng 2 và tiến vào vòng đặc biệt. Đó. Rồi anh Nghĩa, mà Ngọc Trai nói gì đi trước khi chúng ta rời đi. Lâu lâu anh em mình mới gặp lại. Ủa vậy là sao anh? Là mình gặp lại mà cái thời gian ở bên nhau không nhiều đó. Ủa gì kỳ anh, mình mới có 2 vòng thôi mà. Chương trình có 3 vòng thôi hả? Thì mình có thể chơi vòng thứ 3 được mà đúng không chị? Em đâu đủ điều kiện để vào vòng thứ 3. Điểm cao hơn mình, tiền nhiều hơn mình, tao mới được chơi. Vậy hả anh? Ừ, chị Thư. Ơi. Hay là bây giờ chị chia bớt cho em điểm đi. Không, rồi có gì mình cùng điểm rồi sau đó là bốn mình chơi với nhau cho nó vui. Chứ bây giờ chơi vòng thứ 3 có 2 người buồn lắm chị. Cái đó em phải bàn với Oanh Kiều, bởi vì điểm của Oanh Kiều chứ chị cũng không có sơ múi gì được trong đó trơn. Em ơi, mình đừng cố níu kéo nè em ơi. Rất là đau xót, đành phải nắm tay nhau về thôi. Chúc hai em ở lại may mắn nha, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cứu quá trời cứu. Và nói gì nữa, bây giờ Nam Thư và Anh Kiều cùng dắt tay nhau tiến vào vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa.
ngạc nhiên chưa? Trời ơi, Oanh Kiều, em như em đã nói ngay từ lần đầu tiên em xuất hiện, em sẽ phá vỡ lời nguyền giúp chị đúng không? Và điều đó đã thành sự thật. Chúng ta đã tiến vào vòng đặc biệt của ngạc nhiên chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ gặp một người hết sức đặc biệt ở cái vòng đặc biệt này. Xin mời quý ông ngạc nhiên. Dạ, chúc mừng Oanh Kiều đã vào vòng đặc biệt của ngạc nhiên chưa. Và ở vòng này thì bạn sẽ phải cược số điểm của mình đang có. Bạn sẽ phải nhìn hành động và lời nói của chị Nam Thư diễn tả 15 từ khóa mà chương trình đã đặt ra trong vòng 3 phút. Nếu như bạn trả lời đúng 15 từ khóa, số điểm đặt cược của bạn sẽ được nhân 4. 12 đáp án đúng thì bạn sẽ được nhân 3. Còn 10 đáp án đúng thì bạn sẽ được nhân đôi. Dưới 10 đáp án trong 3 phút thì bạn sẽ mất đi số điểm đặt cược. Bạn cược bao nhiêu điểm? Đó, khán giả tư vấn kìa, 2 kìa, có người 2, có người 1. Xong ai nói đặt 7 ha. Em nghĩ là em sẽ đặt 2 điểm giống như là khán giả đã tư vấn đúng không? Tư vấn cho em. Oanh Kiều sẽ đặt cược 2 điểm. 2 điểm, xin mời. Và vòng đặc biệt bắt đầu. Bỏ qua. Đây là một món ăn, thực cái gì mà mình thường ăn tròn tròn buổi sáng nè. Bánh bèo, chén. Cái từ đầu điện đúng rồi đó. Bánh cái gì? Bánh. Mưa xuống thì gì? Nước xuống bánh gì? Bánh nước lòng gà. Chính xác. Đây à, đây. Này là gì? Đá. Cái gì? Môn thể thao này là gì? Đá banh. Nhưng mà nó gọi là gì? Cái gì đá? Bóng đá. Chúng ta đang ở đâu đây? Ở đâu đây? Bóng trong nhà. Đáp lại. Bóng đá trong nhà. Chính xác. Bỏ qua. Sao khó quá vậy? À, đây là một cái tối lúc nào mình cũng phải tức nè. Dụ da. Ba từ. Sức này là sức gì? Sức chăm sóc da. Sức cái gì lên mặt? Lotion. Kem dưỡng da. Hai từ đầu đúng rồi. Đồng nghĩa với ướt là gì? Người ta thường nói kem dưỡng khô. Kem dưỡng là đúng rồi. Da bị gì nè? Kem dưỡng da khô hả? Không. Nó ướt đó. Thường người ta thường gọi là gì ướt? Kem dưỡng thôi. Qua đi. Đó, bây giờ nè. Bị này là gì? Ba từ. Trật chân. Đồng nghĩa với trật chân là gì? Đồng nghĩa với trật chân. Trật khớp. Không. Té trật khớp. Vẹo chân hả? Cái này là cái gì? Trật mắt cá chân. Không. Bỏ qua. Đây là một món ăn. Như nãy á, đầu tiên là cái gì? Bánh. Nổi tiếng Hải Phòng đó. Bánh đa cua. Chính xác. Trời nóng á, ở mấy cái chỗ đó nó hay có cái gì nè? Cái vòi sụp xịt nước. Nhưng mà nó không phải là xịt nước nha, nó là nó vòi phun. Vòi phun xương. Không phải là vòi mà là cái gì? Giấy phun xương. Ống. Kem dưỡng ẩm mà bà không biết hả? Bánh kẹo. Còn cái đó là cái máy phun xương. Rồi gì nữa, còn gì nữa nhỉ? Còn quá trời từ luôn. Và sau một hồi quằn quại thì chị Nam Thư đã giúp cho Oanh Kiều hoàn thành vòng đặc biệt. Và để biết được kết quả thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao sau một vài phút nha. Trở lại dòng đặc biệt của ngạc nhiên chưa? Giây phút hồi hộp sắp đến, không biết là Nam Thư và Oanh Kiều có thể ghi điểm ở vòng này hay không. Xin mời quý ông ngạc nhiên công bố số từ mà chúng tôi đã phối hợp cùng nhau đoán được. Từ từ được không? Hỏi Oanh Kiều coi. Ủa là bình thường là chỉ về cái lotion là không dưỡng lotion, cũng không có dưỡng kem hả? Có dưỡng kem nè, em mới nói là kem dưỡng da đó. Kem dưỡng da mà dưỡng da khô nữa, hồi nãy có trả lời là dưỡng kem da, dưỡng tới da khô đúng luôn. Đúng rồi, dưỡng cho tới khô luôn đó. Mà bà kẹo nha. Không chịu kẹo nha, chỉ không chịu quẹo thôi. Quẹo thôi. Quẹo cổ chân chứ không quẹo, muốn quẹo thiệt luôn. Mà không đoán ra được. Vậy thì bạn nghĩ là bạn đoán được bao nhiêu đáp án đúng? 10. Không, 3, 4. 4. 3. 3 hay 4? Không, 3. Xin chúc mừng bạn đã đoán đúng 3 đáp án đúng. Như vậy
Vậy đồng nghĩa với việc là Oanh Kiều đã mất đi số điểm cược của mình. Nhưng không sao, hồi nãy em tới 7 điểm mà em cược 2 điểm là em còn 5 điểm đó. Và 5 điểm tương đương với 5 triệu đồng. Rất cảm ơn Oanh Kiều đã đến với chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Cảm ơn quý ông Ngạc Nhiên đã ra nhiều cái từ rất là khó để cho làm khó MC lẫn khách mời. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Ngạc Nhiên Chưa do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Broadway Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.